Vậy như vậy là Grzyk pơ đối đầu với Pan Maxi à, quân hệ cân chặt luôn nhở. Đây là Grzyk cho thứ. Thôi xem thầu đi. Xin lỗi anh em nhá, vừa đấy đi ra ngoài và chưa kịp chuyển máy luôn. Ở tất cả anh em nhá, Trần Hoa vô khuyết. Và như thông tin báo về như là bài 9% của Gunny như sao ấy. Thông tin báo về như thế. Maxi ở Parmesan. Bài đấu 25 dân thì thầu. Bài này thầu kích sớm nhé, bài này thầu sẽ là bài đấu lên sớm luôn. Ôi ôi. chín phần trăm rồi, và hãy là lên đời từ ngày hôm qua rồi, người ta gọi là lên đời từ ngày hôm qua. Rồi đây là dân Gunny đây, một bài đấu 9% của Gunny. Hình như là Gunny đang chơi vào thứ. Hình như Gunny đang chơi vào thứ 24/28. Thứ là gặp Gunny, một bài đấu 9% của Parmesan. Cố gắng lên đời để có thể thủ lại cho mình một cái P thôi. Đây là máy của thủ Max Person nè. Vừa nãy thấy gân thủ Gunny lên đời lại khá lâu rồi, bây giờ ta mới bật đời 2, đời 3. Kinh thật. Đây là dân của màu 8 đây, Long Lê. Như là person của thủ tiểu bàn thầu cũng đang bị được bạn phát hiện ra được khá nhiều đạo dân. Đó, chạy qua khoanh gỗ từ màu 8 và đang phát hiện ra Long Lê công tân chuẩn bị chặt thủng rừng kìa. Không có thủng chưa kìa. Đó, lên xem cái. Vừa nãy thấy Long Lê vẫn đang là người mài cái gỗ kia.
24/60 và hiện tại thầu đang cố gắng để làm một cái pê thủ vẫy bên trong không? Gọi là cố thủ phù với con Max C để gọi là giữ cái hốc của mình thôi. Nhưng hơi đen một chút là bãi vàng nằm bên ngoài. Đây là thứ 23/44. Thứ đang cố gắng đánh một bài 2y thủ trong map này. Ra bài 2y. Không biết là về sau Gunny có chuyển A chuyển Ort gì không? Đầu có cung R dành cho Gunny rồi. Một bài đấu và thứ là người đánh 2y và có một cái phù thủ bên trong. Nhà đang được coi là khung, khung nhẹ rồi. Một bài khung gom nhỏ và thủ tiểu bàn thấu đang vừa một tân giật lại khánh gỗ và chui vào đây. Thì bên ngoài đang có quá đông cung R của Gunny. Trong nhà Gunny vẫn đang phù và nguyên thủ sân thứ đang gom khoảng gần 10 con đi công xuống góc 3 giờ. Đang chờ đợi thân quân này, hình như là Gunny vẫn đang có phù đấy, có nhiều không? Đang chờ đợi xem quyết định đến từ thủ sân thứ. Nếu như công được còn đánh tiếp được. Nếu như có thể công được vào hốc này, thủ Bamiyan làm bay nhà Pan chẳng hạn thì vẫn còn có thể thi đấu. Cứ chuyển A thật. Khoai. Ba con phù bên trong chịu không? Ba con đứng trong nó chửi ra thì đúng là khá khó. Rồi, thêm con phù bên này nữa. Nó hồi mana nó chửi cho một turn nữa căng. Một bài quá đột biến của cái thủ Parmesan.